Xin chào mọi người nhé. Đây là trại chim bồ câu mình vừa mới làm cho khách nha. Đây này, cái này là chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái nhé. Thì trước đó thì anh này cũng đã bắt chim bồ câu của mình rồi, nhưng mà anh đầu tư và anh thấy lợi nhuận rất cao nên anh đầu tư thêm khoảng 100 triệu để nhập vừa chim vừa lồng ở trại của mình. Và chim bồ câu anh ấy nhập là chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái nhé, là chim bồ câu bố mẹ về sinh sản đẻ liền á. Đây, từ chim và lồng là bên mình làm hết sản xuất từ A đến Z luôn nha mọi người. Thì chim bồ câu Titan siêu thịt này thì có lẽ mình không cần phải nói nhiều rồi. Đây là cái dòng chim tốt nhất trên thị trường hiện nay. Và hầu như là các trang trại mà mua chim để mà nuôi phát triển kinh tế chim thịt cung cấp cho các nhà hàng hoặc là những nơi ăn uống thì chỉ có chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái này là hiện tại là ok nhất thôi mọi người nhé. Đây, đây là dòng chim có thể nói là thích nghi ở mọi điều kiện khí hậu ở Việt Nam mình luôn. Và chim bố mẹ rất to và khỏe. Và cái trại này thì đầu tư cũng khá là bài bản đó mọi người. Công suất của nó cũng phải vài ngàn cặp là chuyện bình thường. Và nuôi cũng rất bài bản. Và anh này thì anh thích xài lưới hứng phân nhé. Như mình cũng đã trao đổi rồi. Có nhiều người thì thích xài lưới hứng phân trong khoảng 2 tháng, 3 tháng mới dọn một lần. Còn nếu mà xài lồng không đáy thì khoảng 6 tháng hoặc là ai 1 năm mình vẫn có thể dọn được. Thì có nhiều cách nuôi khác nhau. Thì 100 triệu thì mình đầu tư được khoảng bao nhiêu cặp chim bồ câu? Thì mình cũng có thể đầu tư 100 triệu cho hơn 100 cặp chim bồ câu và vừa lồng và chim luôn nhá. Nên mọi người thấy không? Và chim bồ câu này thì vòng đời của nó tầm khoảng 12 năm nha. Một cặp chim bồ câu mọi người đang thấy trên màn ảnh này là vòng đời là khoảng 12 năm đấy. Ở ngoài tự nhiên thì nó sống khoảng được là 20 đến 25 năm. Còn khi mình nuôi nhốt thế này thì khoảng vòng đời khoảng 12 năm mình cho đi là vẫn đẻ tốt đấy. Đây là những cặp chim bồ câu bố mẹ đẻ cực kỳ giỏi luôn. Một tháng trung bình khoảng 2 đến 3 lứa nha mọi người nha. Không phải là chuyện mình nói là mình nói giỡn đâu, cái này là sự thật ở trại mình cũng như là những cái trại thành viên chi nhánh của mình. Ai cho mọi người thấy chim bồ câu thực tế luôn. Thì lát nữa mình cũng sẽ chiếu cho mọi người là mình đi bắt chim bồ câu ra ràng, mình bao đầu ra mà, mình bao đầu ra chim bồ câu ra ràng mà. Lát nữa mình sẽ chiếu cho mọi người cái cảnh mình đi bắt chim bồ câu ra ràng ở tại trại này luôn. Đấy cho mọi người xem một lượt qua này. Đấy, rất là đẹp. Chim bồ câu á thì trong cái thời buổi hiện nay á, thì mình nhận thấy là chim bồ câu là một cái hướng phát triển rất tốt nha. Tại vì nó nhanh có thu lắm mọi người ạ. Như mọi người thấy trên màn ảnh là chim bồ câu sinh sản này thì mọi người bắt về tầm khoảng 1 2 ngày sau là nó đã đẻ rồi. Thì thành ra là khoảng 20 ngày sau là mình đã có thu. Đây là những con chim bồ câu con này lớn rất nhanh. Lớn nhanh như thổi đấy. Thì so với những cái loài vật nuôi khác như gà, như là heo, là trâu, bò thì mọi người thấy không? Tính bằng tháng và tính bằng năm đó nha. Còn chim bồ câu này thì mình tính bằng ngày. Nên là thành ra là Tầng nhé. anh em nào mà muốn nhanh có thu á thì nuôi chim bồ câu là một cái hướng phát triển rất hay. Và đặc biệt nữa ở trại mình á, thì mình bao đầu ra luôn cho mọi người, hợp đồng bao tiêu sản phẩm luôn nha mọi người. Là tới Tầng tháng rất thì là mọi bài bản. người có chim bồ câu á, nếu mà thuận đường của mình đi đi bao chim cho nhiều người ở khu vực đó thì mình tới tận nhà mình bắt luôn, mình có thể tận nhà mình bắt luôn nha mọi người nha. Hoặc là mọi người có thể gửi xe ngược lại cho mình và mình nhận và mình đếm số lượng chim bồ câu thì mình sẽ chuyển khoản lại cho mọi người. Nói chung ở Việt Nam mình thì có rất nhiều cái cách hợp tác. Ok. Còn thị trường chim bồ câu năm 2024 bây giờ thì nó quá rộng mở luôn đó mọi người. Năm nay 2024 thì mình sẽ mở rộng và chú trọng phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh này. Thì mình sẽ mở một số những cái điểm bán hàng bồ câu gọi là bồ câu siêu bổ ấy, mình bán ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh này thì hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nhá. Còn về vấn đề về truyền kinh nghiệm cũng như là chim
các thứ là mình vẫn như bình thường. Và anh em nào có nhu cầu thì cứ trao đổi với mình qua cái thông tin mình để ở trên kênh YouTube này nhá. Thì chim bồ câu đối với trại bồ câu của mình, nông dân làm giàu thì thành thương hiệu khoảng mười mấy hai chục năm nay rồi. Thì ai mà muốn tìm hiểu kênh của mình thì có thể tìm hiểu rất là dễ dàng, kênh nông dân làm giàu của mình. Và ở Việt Nam mình thì hầu như là phát triển kênh YouTube cũng như là chia sẻ kinh nghiệm thì kênh của mình là cũng gọi là top 10 đó mọi người nha. Đây là chim bồ câu mình ghép 3, ghép 4 cho chim bồ câu bố mẹ nuôi, thì thành ra là có những con ấy thì nó chuyên để đẻ thôi. Thì thành ra là chim bồ câu ở trại mình nó đẻ nhiều là vậy. Và chim bồ câu bố mẹ đẻ nhiều thì mới có lợi nhuận nha. Nhưng mình thấy, các bạn thấy không? Đây là một hộ dân họ nuôi trước đó bắt của mình khoảng 500 cặp rồi nha. Thì bây giờ anh bỏ thêm khoảng 100 triệu nữa, anh nhập thêm chim bồ câu bố mẹ và lồng trại các thứ là mình làm cho anh luôn ấy. Và ráp cái lồng này là bên mình đi miễn phí nha mọi người nha. Bên mình không có tính tiền cái công ráp này đâu. Và anh em đi thì mang máy móc đi bấm. Chứ mình thấy có nhiều nơi bấm lại còn tính tiền ráp lồng này thì là nhiều người lại tốn công, tốn sức và tốn tiền quá. Ở trại mình cái này làm miễn phí luôn đó mọi người. Nên là mình hỗ trợ hết sức là nhiệt tình cho người nuôi chim bồ câu. Mọi người thấy là chim bồ câu bố mẹ đẹp không? Cái này là ở trại mình, ví dụ như là những cặp bố mẹ đẹp này thì bên mình sẽ giao cho mọi người y những cái cặp như vậy. Còn lồng với chuồng này thì bên mình sản xuất luôn đó mọi người nha, chứ không phải là mình mua đi bán lại cái chuồng này đâu. Nên là mọi người cứ yên tâm vào cái chất lượng của nó. Thép, mình nghĩ rằng cái chất lượng thép ở Việt Nam mình so với cái lồng của mình thì mình rất tin tưởng và mình khẳng định rằng cái chuồng của mình này mọi người xài bao bền luôn. Ở trại của mình mọi người thấy không, xài mười mấy hai chục năm mà vẫn xài tốt mà. Còn bây giờ mình chiếu cho mọi người cảnh mình bắt chim bồ câu ra ràng, mình thu bao tiêu sản phẩm cho người nông dân cho mọi người xem luôn này. Đấy, chỉ là những chim bồ câu giống đó. Còn đây là chim bồ câu mình bao tiêu sản phẩm nhé. Đấy, có chim bồ câu mi mắt thì mình bắt luôn, bồ câu titan thái là mình cũng bắt luôn. Đấy mọi người thấy không, đây là chim này là chim bồ câu auto là trên 5 lạng hết. Đấy, nhà mình làm lông sạch sẽ đồ các thứ thì nó rơi vào tầm khoảng 4 lạng đến 4 lạng hơn. Và có những con thì là mọi người thấy không, trung bình là hầu như là con nào cũng to ngang ngửa nhau hết ấy. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé.